Cuối năm 2016, thị trường bất động sản đã tiếp tục tăng trưởng nhỉnh hơn so với quý 3 từ nay cho đến Tết Đinh Dậu, là giai đoạn cao điểm trong năm. Điển hình chỉ trong tháng 12 này đã có rất nhiều dự án được giới thiệu ra thị trường. Những dự án này không chỉ tập trung ở căn hộ mà còn tập trung vào bất động sản nghỉ dưỡng, đất nền tại Bình Thuận và Bình Dương. Sau một thời gian trầm lắng, thị trường bất động sản tại Bình Dương cũng đã trở lại với thành công của khu đô thị thương mại Golden Center City 2 của công ty cổ phần địa ốc Kim Oanh mở bán. Chỉ trong một buổi, dự án đã giao dịch thành công 95% trên tổng số 1.162 sản phẩm. Tọa lạc trên đường mặt tiền Ngô Quyền và quốc lộ 13, trung tâm hành chính thị xã Bến Cát, Golden Center City 2 có quy mô 26,4 ha với 1.162 sản phẩm đất nền và nhà phố xây sẵn. Dự án được đánh giá giàu tiềm năng, gia tăng giá trị bởi nằm trong khu vực đang phát triển năng động bậc nhất của tỉnh Bình Dương.